Edward, cái gì mà con đưa lại cho mẹ coi vậy? Scout. Làm sao đưa mẹ coi coi. Cả nhà em đang cho thằng coi cái gì nè. Trời ơi, em lấy ly sữa em chuẩn bị uống. Cái em nhìn với ánh mắt giống như là mẹ ơi Scout, hàng chỉ em cái này là con ruồi, nhưng mà em chưa có chịu nói là con ruồi, mà em chỉ nói là mẹ ơi em chỉ vô nè cả nhà. Rồi ghê rồi, đâu có uống được nữa con. Đó cô chú thấy em khôn ghê không? Có ai dạy đâu à. Tự thấy vậy cái đem lại cho mẹ, nói là mẹ ơi nó ghê quá con uống đâu. Cái chỉ ánh mắt nhăn nhăn nhìn vô giống như hệt gì nè cả nhà. Rồi nè đem đi đổ đi con. In the bin. In the bin. Nhìn mẹ nha. Cho cả nhà coi em in the bin nha, sao nha. Nguyên cái ly này. Oh no. No, tiếu rồi, đổ rồi cô chú ơi. Rồi. Thằng chưa biết chừa ly lại hả? Hàng tưởng đâu em mang nguyên ly chứ, còn dở quá. Để mẹ rửa ly xong rồi mẹ cho ly khác nha. Cả nhà thấy người ta khôn không? Này người ta biết cái ly nên người ta lấy lại chứ người ta không bỏ. Hàng tưởng đâu là bỏ luôn còn cười ác liệt nữa. Này quá khôn mà. Cảm ơn con. Giờ uống sữa ha, mẹ gót sữa mới nha. Giờ phải rửa cái ly này rồi cả nhà. Đó. Trúng sữa trúng chân của người ta cả nhà ơi. Ngoan quá cô chú ơi. Nè, mẹ con kiểm tra coi còn con ruồi không? Còn ruồi không nha. Đó, biết hết ruồi rồi đó cả nhà. Mới rửa xong cho em. Rửa xong cái ly rồi rót lại sữa. À, rót rồi, thôi con uống đi. Giỏi quá cả nhà ơi. Mày cười. Sáng về. Sáng hôm nay thức dậy không thấy Hiền là em khóc thét luôn. Miễn mà thấy mẹ cái là cười toe toét, không thấy mẹ cái là sợ mẹ bỏ đi á, mà nhỏ lớn có bỏ đi lần nào đâu. Thấy không? Nhà mẹ không. Con cái mỏ uống là phải tụm một cục là em vậy mới chịu nha cả nhà. Có nghĩa là người ta phải phình một cục vậy đó, tao mới hài lòng. Hả? Uống hết coi. Ừ. Rùi. Con rùi phá quá cô chú ơi. Trời ơi, còn để ráng để cho nó đàng hoàng nữa cả nhà. Sợ rớt á. Cả nhà ơi, tối hôm nay Hiền đang làm cái món bún riêu nè cả nhà. Thì ở đây Hiền có cái thịt cua mà Hiền mua là họ đã xay sẵn và để trong hộp á cả nhà, dạng đông lạnh á. Hiền mới vừa để vô nước và bây giờ chuẩn bị rây ra để lấy thịt. Đây nè cả nhà ơi, Hiền sẽ rây ra như thế này và tiếp tục rây để lấy nhiều, để lấy cái nước cua thịt đó cả nhà. Đó. Giờ là Hiền bắt đầu nấu cái nước cua này nè cả nhà. Hiền nấu để Hiền bắt đầu lấy cái thịt cua ha. Cái mớ rau muống Hiền đã tự bào, mỗi lần mà ăn bún á cả nhà, bào rau muống cũng mất rất là nhiều thời gian á. Ở đây là Hiền có hành tây Hiền đã sắc nè cả nhà, với đây là tỏi Hiền đã sắc ra rồi nè. Còn đây là cái thân hành á Hiền cũng đã sắc ra rồi. Giờ ở đây là cà cả nhà ơi. Hiền cái món bún riêu này Hiền rất là thích ăn nhiều cà. Nó ngon lắm. Nấu cho cái cà nó thấm á cả nhà, ăn ngon bá cháy luôn á. Đó. Cả nhà có thể cắt nhỏ hơn ha. Tùy sở thích. Sau khi mình nấu một hồi, Hiền thấy cái thịt cua nó bắt đầu nó nổi lên nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Nó chín là nổi thịt cua lên như thế này nè. Đó. Hiền sẽ chờ cho nó chín với nó sôi cái bắt đầu vớt cái thịt cua ra. Ở đây là Hiền có cái tôm khô á cả nhà, mà Hiền đã ngâm với nước ấm, cái này chắc cỡ 50g tôm khô. Hiền ngâm với nước ấm cho nó nở ra. Cái bây giờ Hiền sẽ giã nó ra ha cả nhà ha. Đây là cái nồi súp cua mà hồi nãy Hiền nấu nè cả nhà. Hiền vợt ra cái cua nè cả nhà thấy không? Đó. Hiền sẽ chuẩn bị cho vô cái tôm khô đó ha cả nhà ha. Đây cái cua với lại cái tôm mà Hiền đã giã nè cả nhà. Nhầm bạn thì muốn ăn cái tôm sẽ giã nhuyễn, còn Hiền thì Hiền giã vừa vừa được rồi cả nhà ơi. Yeah, Hiền sẽ nêm vô đây. Cả nhà biết này gì không? Là mắm tôm, Hiền sẽ nêm vô mắm tôm ha. Thêm miếng nữa đi. Sợ nó lạc. Trời ông sờ hả con ơi. Lòng đỏ trứng gà. Ở đây Hiền sẽ cho một cái trứng gà, một miếng tiêu
tiêu hết cả nhà. Cái này thì cho miếng muối tiêu. Mình sẽ cho miếng hành tây vô. Tùy theo khẩu vị cả nhà có thể cắt miếng hành lá vô ha. Con quậy hú hút hơi cả nhà có nghe không? Bây giờ cho vô miếng bột nêm xong rồi cả nhà nêm lại theo khẩu vị của mình cho nó vừa ăn ha. Vậy là đã xong cái riêu cua rồi. Đây bây giờ Hiền có cái nồi dầu ăn cho nó nóng. Mình sẽ cho cái lá vô. Mình cho vô đây có khoảng 2 muỗng canh dầu ăn cả nhà. Nó thơm nứt mũi. Đúng là mấy cái loại hành này xào chung với nhau cực kỳ thơm. Mình sẽ cho cái tỏi vô xào luôn ha cả nhà. Mấy nguyên liệu đã thơm ok rồi, mình sẽ cho cà vô ha cả nhà. Nhà thấy Hiền quanh vô. Không biết ai thì sao chứ Hiền á, mà ăn cái món bún riêu á là Hiền thích có nhiều cà. Rất thích ăn cà trong cái món bún riêu. Cà nấu cho nó rượu rượu và nó thấm á cả nhà. Đây là Hiền đang xào lửa rất là lớn luôn. Mình sẽ cho vô đây có khoảng miếng muối ha cả nhà ha. Để xào cho cái mèo nó đẹp á. Giờ sẽ cho nước vô. Hiền cho cái nước mà hồi nãy Hiền nấu cái cua á cả nhà, cho vô hết luôn. Đây, cái quả mướp từ vườn nhà Hiền, Hiền nấu để cho nó ngọt nước. Cho nên Hiền cắt cho nó to như thế này để dễ vớt ra. Chiếc gờ. Bây giờ mình sẽ nêm vô đây mắm tôm. Cái này Hiền sẽ cho 2 muỗng canh mắm tôm. Tại vì Hiền nấu khá nhiều bún. Hiền sẽ cho vô giấm ăn ha cả nhà. Tùy theo khẩu vị mà cả nhà cho ha. Chua hay là sao á. Hiền sẽ cho thêm mắm tôm cả nhà ơi. Tại vì cái nồi này nó nhiều quá á. Mình cho vậy chưa đủ. 4 muỗng canh luôn. Hiền nêm muối. Bột nêm. Đường theo khẩu vị. Hiền cho vào con mực hết cả nhà. Hôm nay Hiền ăn bún riêu mực. Em muốn em đi nhát ma ba em. Bây giờ thì sẽ cho mấy cái riêu cua vô. Vậy là đã xong cái nồi bún riêu của gia đình Hiền rồi đó cả nhà ơi. Cả nhà ơi, Hiền ra đây để hái một mớ cái lá thiết tù. Ui dạ. Có vài lá vô ăn với bún riêu nó ngon lắm cả nhà ơi. Đây. Hiền đang vừa ẩm heo út và vừa hái. Giống như mọi khi cả nhà. Đôi khi Hiền phải vừa ẩm mẻ mà vừa hái. Tại vì Hiền mới vừa bay ra cái là em đòi qua có dấu cắn nè. Nghĩa là có sâu. Nhà thấy không, có dấu cắn nè, nghĩa là có sâu nè. Cái cây quế này hổm rài cũng bị Hiền ngắt ăn hết mấy đợt rồi đó.
có một cây một thôi cũng cũng đủ ăn á cả nhà, chứ đâu phải giỡn đâu. Con ngồi yên cho mẹ hái ra một cái con. Ở đây Hiền có cái cây ngò gai này cả nhà. Hiền sẽ hái vài lá ăn cho có vậy, chứ ngò gai của nhà Hiền chưa được nhiều. Ừ con ơi, cho nên 4 lá hả cả nhà. Cái cây này, ô một cây giờ nó thành được hai cây rồi nè. 5 lá đi. Đây là cái kết cái tô bún riêu của Hiền nè cả nhà ơi, với lại con mực. Hôm nay là Hiền ăn bún riêu cua với mực hay cả nhà ha. Cả nhà nhìn thấy có hấp dẫn không? Hiền thèm lắm rồi á cả nhà. Hello cả nhà, cả nhà ơi, Hiền đã nấu xong cái bún riêu rồi. Bây giờ hai mẹ con của Hiền xin mời cả nhà ăn chung với tụi mình nha. Cái tô này để gì hơi xa, Hiền sẽ phải dời qua đây thôi. Xin mời cả nhà sẽ ăn chung với Hiền với bé Elwood. Hồi nãy Hiền cho Elwood ăn trước miếng rồi cả nhà. Em chịu ăn cái cua này lắm, nhưng mà em không có chịu ăn cái cà. Cái gạch cua này để Hiền thử ha cả nhà ha. Ôi trời, giờ hết chịu ăn rồi hả? Kỳ vậy? Để Hiền thử miếng gạch cua. Gạch cua vừa ăn cả nhà. Xin mời cả nhà. Không quên gắp miếng rau vô ha cả nhà. Đây. Xin mời cả nhà sẽ ăn chung với Hiền. Hổm ra Hiền toàn là ở ngoài vườn không á cả nhà. Nó vừa là ăn lắm cả nhà ơi. Ngon. Hiền khỏi cần để thêm mắm tôm hay gì hết, vẫn vừa ăn nha cả nhà. Ngon á. Hôm nay thấy hài lòng. Hôm nay là Hiền nấu bằng cái sợi bún to cả nhà thấy không? Đó. Cái món này chậm Hiền ổng không có mê. Ông không có thích ăn cua cả nhà, không thích ăn cái cua này. Cua biển thì ổng ăn. Ngon lắm. Hôm nay hoàn toàn là ngoài vườn không mà cả nhà. Vô mùa trầm vườn rồi đó, cho nên hổng ra Hiền rang Hiền chăm cây quá chừng. Mấy cái vườn mà chưa có vô phân nữa, cái Hiền ra Hiền vô phân đó cả nhà. Mấy cái vườn mà để trồng mấy cái rau mùi nè, giống như là rau thơm rồi á, rau cần, đá diếp cá. Hiền ra để Hiền vô phân vô mấy cái vườn đó đó. Hiền để Blood and Bone. Là ở bên đây họ kêu Blood and Bone là cái dạng mà xương của động vật ở cả nhà, sau khi mà họ lấy thịt hay gì đó, cái xương á, cái họ nghiền ra thành bột á, để trộn vô trong rồi mẹ biết rồi, để cho mình trộn vô trong vườn làm phân cho nó tốt á cả nhà. Đúng rồi. Đó bụng làm tô chà bá, không biết ăn nổi không cả nhà, tô bự lắm luôn á. Tôi còn thấy hổm rày ở trên thế giới á, nhiều tin quá ha. Hôm nay Hiền chưa có coi kỹ cái tin, nhưng mà thấy đưa lên ở đâu, ở bên Úc á, có mấy người đi làm mà bị nạn. Khổ thiệt chứ cả nhà. Mấy cái nghề mình thấy khá nguy hiểm, là giống như là cái nghề mà họ kêu là cái gì ta,
thợ hầm mỏ ở cả nhà mấy nghề đó nguy hiểm. Thì nghe nói nhiều tiền á, nhưng mà họ phải chấp nhận xây gia đình. Với lại á, thì nhớ là nhiều năm trước ở bên Úc á, có đưa tin là một cái khu hầm mỏ nó bị sập, những người công nhân ở đó bị giống như là cái hầm nó sập á, cái họ bị kẹt trong đó cả nhà, cái ở bên Úc á, phải cố gắng để cứu họ quá chừng. Nhiều cái nghề á sinh ra rất là nhiều tiền, nhưng mà cái độ nguy hiểm á nó cũng xứng đáng với số tiền. Giống như lúc trước ông xã hiện có nói cho chú mà sở hữu sở thú ở bên Gold Coast, Brisbane, chú bị thiệt nè mạng vì một con stingray, cá đuối á, đâm á. Hiện thấy á, công việc dù bao nhiêu tiền á cả nhà, nhưng mà nó nguy hiểm vậy á, cũng ghê quá cả nhà ha. Nó đó, về từ đầu ha. Đó. Cả nhà biết không, ở bên Úc á cả nhà, nhằm khi ở bên Việt Nam mình không có hiểu, nghe cả mẹ Hiền mà Hiền nói nhiều lần cũng không có hiểu, là giống như là cái tiền trợ cấp thất nghiệp á là được bao nhiêu, đủ để làm cái gì. Thì cái tiền trợ cấp thất nghiệp ở bên Úc á cả nhà, Hiền tính ra coi, vòng vòng cỡ 1.000 đô Úc, thì 1.000 đô Úc là cỡ khoảng 17 triệu. Hoặc là tùy lúc cả nhà, có lúc thì là 18 triệu hoặc 18 triệu mấy. 1.000 đô Úc, cái tiền trợ cấp thất nghiệp gì đó không phải ai cũng được lãnh cả nhà. Cái lúc mà Hiền mới qua Úc á, cái thời mà Hiền còn ở quê á, rồi Hiền phải đi làm hái dâu rồi đó, là cái thời đó Hiền không có được lãnh cái trợ cấp đó. Tại vì cái trợ cấp thất nghiệp á, cả nhà chỉ được lãnh khi là công dân của Úc thôi. Kể cả khi cả nhà là thường trú nhân ở bên Úc, thì ở bên Mỹ kêu là thẻ xanh á cả nhà, thì mình cũng không có được lãnh đâu. Mình chưa có được lãnh. Đó, cái đó là cái điều kiện, nghĩa là phải là công dân Úc thì mới được lãnh. Thì không biết ở bên Mỹ thì sao. Nó vừa ăn dễ sợ cả nhà, nhất là cái phần chả cua nó ngon. Cái thứ hai nữa là cái số tiền đó đủ để làm cái gì hết cả nhà ha. Cái số tiền 1.000 đô Úc á thì nó không có đủ để làm gì. Một tháng 1.000 đô nồi cả nhà, mướn một cái phòng bây giờ á là nó cũng dao động. Ví dụ như mà cả nhà muốn mướn một cái nhà ha, là nó cũng phải, nếu mà ở thành phố Brisbane như hiền, cũng phải 300 đô. Chỗ nào mà 200 mấy đô thì chắc là rất là cũ. Thì cả nhà tính đi, 1.000 đô thuê nhà là hết tiền để làm trứng đó, cho nên nó hả 1.000 đô đó không có đủ để thuê nhà nữa cả nhà, thì không có làm ăn được gì hết. Mà mẹ Hiền cũng tưởng đâu là ở bên đây tiền, cái tiền nó cao lắm,
Mà hồi đó tới giờ gia đình con Hàng á, từ cái lúc mà Hiền gặp ông xã Hiền qua đây á, tụi mình chưa bao giờ nhận được một cái đầm trợ cấp thất nghiệp nào hết trơn. Cho nên từ lúc qua Úc tới giờ thì tụi mình chưa bao giờ nhận một cái xu của trợ cấp thất nghiệp nào của chính phủ hết. Ngon. Trời ơi, ngọt. Cái phim của quảng cáo. Bây giờ mấy em ngồi ở trên đây á, phải có hoạt hình nữa cả nhà. Không thôi là em cứ bye bye như mấy bữa hổm vậy. Cho em ăn trước, xong rồi cho em ngồi có hoạt hình với Hiền. Chả cua vừa ăn á, ngon thiệt. Có nhiều cách làm chả cua. Cái này Hiền làm theo cách của Hiền. Bởi vì làm kênh nhiều khi á, mỗi người là một ý. Giống như cả nhà ăn ở nhà cũng vậy, mỗi người là một ý. Mọi người người thì thích ăn ớt, người lại không thích ăn ớt. Cho nên mọi người vô góp ý kiến theo khẩu vị của gia đình của cả nhà. Nhưng mà Hiền á, tại Hiền phải nấu theo khẩu vị của gia đình Hiền. Giống như có người ăn được rau quế, có người ăn không được rau quế vậy cả nhà. Hoặc là khẩu vị miền Tây á thì ăn ngọt ngọt. Còn miền Bắc với miền Trung thì không ăn ngọt bằng. Đó thì mình nấu theo gia đình của mình. Chín người là 10 ý cả nhà. Làm theo của mình thôi cả nhà. Giờ tới ngồi vậy hả? Và cái tô này á, nó to lắm nha cả nhà, để Hiền đem lại cả nhà coi nè. Đó, nó to cho bá lửa luôn á. Đó, Hiền bắt đầu Hiền no rồi đó cả nhà. Mấy lúc đói nha, cái con mắt nó to hơn cái bao tử. No rồi đó ta. Hiền nấu gì nè, nếu mà nấu nhiều á chắc Hiền để tủ đông, xong mới có khi á buổi sáng thức dậy cái hai bạn con lấy cái cục nè, lấy cục súp ra nấu, xong rồi nấu miếng súp, hái miếng gàu rồi vô ăn sáng vậy cả nhà, nó tiện. Tại vì ở đây á nhà cũng biết rồi, đâu có phải là cứ mở mắt ra là có đồ ăn sáng của Việt Nam như bên mình đâu. Tại vì Hiền sống ở xa khu người Việt, bạn nào ở gần khu người Việt á thì đỡ. Hiền thấy mấy bạn ở gần khu người Việt Inara ăn hàng quá trình. Có bữa Hiền thấy đăng mít mít tươi 1 ký 13 đô, trái 2 ký, mà bạn nó xẻ trái mít ra, trời ơi nhìn nó ngon. Hiền nói trời ơi, Hiền mở gần Hiền cũng có số hưởng. Vậy là Hiền biết rồi, người Việt ở Úc, nhưng mà nếu mở ngay khu người Việt thì vẫn ăn hàng phà phà cả nhà, chứ đâu phải như Hiền muốn ăn phải lăn vô bếp gì. Tại Hiền nở dạng gần khu Tây nên nó cực hơn, còn ngay khu Việt thì nó khỏe hơn.
Thẩm thẩm ở khu Yên La, thấy có bạn nói là nhà bị đột nhập, bởi vì giờ thời dần ở đâu phải cẩn thận. Ở khu hiền á họ có camera quan sát cả nhà, cho nên nhất cử nhất động gì có vấn đề họ báo comment. Câu vậy mà Hiền ăn cũng hết rồi. Ngon quá. Bún riêu mà ăn với mực cũng ngon. Cái thời bây giờ mấy thầy hay giảng là thời mạt pháp. Hiền lên cái tin Hiền coi nhà người họ họ tàn nhẫn quá trời luôn cả nhà, giống như cướp đồ mà. Cướp mà giống như là dạng nguy hiểm á. No rồi cả nhà, ngon thiệt. Hôm nay nấu gì hài lòng đó. Hiền thấy có bạn sẽ nấu xương heo, xương gà để lấy nước ngọt của bún riêu, nhưng mà Hiền thấy nấu mướp cũng ngọt lắm này cả nhà, nấu mướp ngon nè, ngon lắm, vẫn ngọt nước, ngọt thanh, hài lòng. Gì vậy Wood? Ngon quá. No cả nhà. Hết nổi. Thôi cả nhà ơi, tối hôm nay thì ăn tới đây là no rồi. Muốn dứt hết tô còn này, chỉ còn nước súp với lại miếng đồ ăn à. Hai mẹ con của Hiền xin kết thúc cái video này ở đây. Hẹn lại cả nhà phim sau ngày mai. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ gia đình Hiền. Chúc cả nhà của Hiền mới thật là vui và bình an nha. Bye bye.